livestream siêu kinh dị. Tác giả: Vũ Văn Trường Cung. Dịch: Vạn Cổ. Nguồn: bachhocsach.com. Chương 1: Sự ủy thác của cô nữ sinh. Giang Thành, phố Đinh Đường. Một cô học sinh cấp 3 với vẻ mặt tái mét, tay chân luống cuống, đang đứng trước một cửa hàng bán đồ chơi người lớn tên là Khoái Nhạc Điên Phong. Tất cả quá trình có giá 9.900 đồng. Trước khi làm việc, em cần thế chân cho anh 1.000 đồng. Tôi ngậm điếu thuốc, đánh giá cô bé trước mặt. Cô nàng có khuôn mặt tròn trịa, thân cao gầy. Dù ngực có nở nang, nhưng bộ đồng phục học sinh lại tôn lên vẻ ngây ngô của cô bé. Dưới nhìn soi mói của tôi, cô ta cảm giác hơi khó chịu. 1.000 anh, em chỉ có 70 đồng trong túi. Thiếu bao nhiêu anh cho em thiếu lại, rồi khi nào có tiền em trả sao được không? 70 thì 70, em để tiền trên bàn rồi về đi. 3 ngày sau anh liên hệ em. Anh không phải kẻ lừa đảo đó chứ? Cô bé nửa tin nửa ngờ, tờ tiền 70 trong lòng bàn tay đã ướt đẫm bởi mồ hôi. Nhận sự ủy thác của người, dốc lòng hỗ trợ, chân thực, hiệu suất cao, uy tín, bảo mật là tôn chỉ trong nghề của anh. Câu hỏi của em vừa rồi là đang nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của anh đó. Nhận tiền mặt từ tay cô bé xong, tôi phất tay, bảo cô ta đi khỏi. Xem đến đây, tôi tin là có nhiều người sẽ hiểu lầm tôi mất rồi. Nghĩ rằng tôi là một kẻ bắt nạt trẻ vị thành niên, là một tên khốn nạn, chuyên dụ dỗ mấy em trẻ trung, xinh đẹp. Thật ra không phải thế. Tất cả những gì tôi làm là để giúp cô ta. Tôi tên là Cao Kiện, ông chủ của shop bán đồ chơi người lớn này. Dĩ nhiên, cái danh chủ quán là để ngụy trang, còn thân phận thực sự của tôi là một thám tử. Tôi nhận hết tất cả các vụ, từ việc tìm người, điều tra thi thể, gián điệp cho các thương vụ, giả mạo bản quyền, ngoại tình, viện trợ ngoài tố tụng. Quay lại đến tài chính, cô gái vừa đến nhờ tôi giúp ban nãy tên là Hạ Tình Chi, vốn là một học sinh cấp 3. Lý do mà cô ấy đến đây là do một vụ việc khó mà tin nổi. Anh trai của em, Hạ Trì, mất tích cách đây 1 tuần. Em nghi anh ấy bị người ta hại. Vừa vào cửa, cô bé đã thể hiện rõ sự hoang mang, lo sợ. Đáng lý ra em nên báo án hình sự cho bên cảnh sát mới đúng chứ. Học sinh cấp 3 thì làm sao có tiền được. Lúc đó tôi chẳng có mấy hứng thú sau một cái liếc mắt. Báo cảnh sát cũng bằng thừa. Em thử hết các cách, nhưng chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của anh trai em. Ngay cả sổ sách lưu trữ hộ tịch cũng chẳng thấy thông tin của anh ấy. Cứ như là anh ấy bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này. Tất cả vết tích về anh ấy đều bị xóa đi. Ý của em là chỉ có một mình em còn nhớ về anh trai em? Cô bé không có vẻ đang nói dối, và đây chính là điểm đáng sợ nhất trong vụ này. Đúng vậy, tất cả mọi người đều quên mất anh trai, ngoài trừ em. Mồi một điếu thuốc lá, tôi rít một hơi thật sâu. Nếu cô bé nói thật, vậy chỉ có 2 nguyên nhân. Một là sự kiện linh dị phi tự nhiên, hai là cô bé này mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Liệu bên trong não cô bé có tồn tại một tính cách biến thái thuộc về người anh trai hay không? Trước khi mất tích, anh trai của em có hành động gì khác thường hay không? Lúc này, tôi không được phép nóng nảy vì cần phải thu thập theo nhiều manh mối từ lời nói của cô gái trước mặt. Tối tuần trước, anh trai em đồng ý nhận phỏng vấn tham gia vào công việc livestream của một ứng dụng nào đó, rồi chẳng thấy quay về nữa. Cô bé vừa nói, vừa lấy một tấm thẻ với vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt từ trong ví tiền ra. Nó nhăn nhúm, tựa như những tờ rơi quảng cáo thuốc giỏm nằm rải rác ở những lan can ngăn cách khu vực cống ngầm đang được sửa chữa ven đường. Bạn muốn trở thành minh tinh được một người chú ý ư? Bạn muốn có 1.000 tỷ fan hâm mộ bạn ư? Hãy trở thành streamer trong biên chế của Âm Gian Tú Tràng. Mở kênh livestream của chính bản thân bạn. Chỉ cần bạn có can đảm, có tài năng và có thời gian, chỉ cần ngồi trong nhà đã có thể biến ước mơ thành sự thật. Âm Gian Tú Tràng à? Cái tên này khá là đặc biệt nha. Lật tấm áp phích qua lại vài lần, tôi lại càng hoài nghi
đây là trò đùa dai của bọn nhóc láo cá. Trước hết, khoan hãy phân tích cái tên công ty. Tôi xem mặt sau của tấm thẻ. Buổi phỏng vấn của công ty sở hữu ứng dụng livestream này có thời gian từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng. Địa điểm ở số 44 đường Vô Đăng, tầng ngầm số 4, phòng số 444. Dãy số này cùng với thời gian phỏng vấn có vẻ không dành cho người bình thường nha. Chẳng lẽ ngay cả anh cũng nghĩ là em đang nói xạo? Phản ứng của cô bé quả thật đang bên bờ vực của tuyệt vọng. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt mất mát và sự sợ hãi từ trong mắt cô ta. Không phải, khi chưa điều tra, không ai có quyền đưa ra kết luận về sự việc. Cho dù là cô bé chỉ ứng trước có vài đồng, tôi cũng phải nói thế. Thật ra, văn phòng thám tử của tôi đã không có bất cứ hợp đồng nào trong vòng 2 tháng nay. Đây chính là cơ hội để mình có thể cứu lấy bản thân mình. Thu nhập của shop đồ chơi người lớn càng lúc càng chỉ trệ. Nếu cứ như thế này, chắc tôi cũng không đủ tiền trả phí thuê nhà. Kết quả là tôi tiếp nhận cọc ủy thác tương tự như một trò đùa dai như thế này. Cũng là khởi điểm cho tất cả những chuyện xảy ra sau đó. Âm gian tú tràng. Mấy năm gần đây, các ứng dụng livestream bùng nổ. Có người stream về các kiến thức làm đẹp, có người stream chơi game, có người stream để khoe khoang vẻ lẳng lơ nhằm dụ dỗ bọn trẻ người non dạ. Chuyện này có thể hiểu, nhưng khi nhìn vào cái tên âm gian tú tràng, tôi hoàn toàn không đoán ra nội dung chủ đạo của nó là gì. Lẽ nào trực tiếp cuộc sống thường nhật của người chết à? Lắc đầu, cười nhẹ, tôi hối thúc Hạ Tình Chi rời khỏi. Dù sao cô bé còn chưa đủ 18 tuổi, ở lâu trong shop bán đồ chơi người lớn của tôi chắc chắn sẽ gây ra hiểu nhầm không đáng có. Vẽ nên lớp màn cửa dày cộp được cải tạo từ trang phục quân dụng. Hạ Tình Chi vừa bước ra ngoài thì tông trúng một cô gái vô cùng quyến rũ. Ây da, em xin lỗi. Có lẽ do ý thức được shop đồ chơi người lớn không phải là nơi mình nên đến, Hạ Tình Chi che mặt bằng túi sách, chạy nhanh ra khỏi đó. Ngay cả học sinh cấp 3 cũng mua đồ ở shop anh hả? Giọng của cô gái đó rất êm tai, dường như tôi từng nghe ở đâu rồi. Có mua hay không là quyền của người ta, tôi không can thiệp được. Cô gái trước mặt có thể được xem như một hot girl, mắt cá chân nhỏ nhắn, trắng nõn đạp trên đôi giày cao gót, bắp chân nuột nà, làn váy viền ren tung bay phấp phới. Dù đó là một tà váy dài, nhưng nó không thể che giấu được đường cong kiêu ngạo của cơ thể cô ấy. Dáng vẻ và phong cách của cô ta vô cùng xuất sắc, chỉ có điều là mang kính râm và khẩu trang nên không thấy rõ gương mặt cho lắm. Có điều là tôi đã quá quen với việc này. Ai đến đây mà chẳng có bí mật riêng, người ta đã không muốn để lộ thân phận, tôi cũng không ép hỏi. Hòa khí sinh tài mà, chỉ cần trả tiền đầy đủ thì sao cũng được cả. Cô gái này ăn mặc khá hợp mốt, cả người đều là hàng hiệu. Túi xách trong tay cô nàng ắt hẳn cũng là của hãng Paris Louis Vuitton. Giá của nó cũng ở khoảng tiền thuê nhà trong một năm của tôi. Chẳng biết cô hot girl đây có nhu cầu gì. Dạo này shop buôn bán ế ẩm, sắp chuyển nhượng, nên tất cả các sản phẩm đều giảm giá mạnh. Theo đồng giá giảm 8%. Xin lỗi, em chẳng muốn mua gì cả, chủ yếu là đến tìm anh. Cô gái vừa nói vừa gỡ kính và khẩu trang ra. Cao Kiện, 5 năm không gặp anh chẳng thay đổi gì cả. Ngay lúc thấy gương mặt ấy, tôi đánh rơi điếu thuốc trong tay. Diệp Băng, là em ư? Cô ấy chính là bạn gái trong mối tình đầu của tôi. Năm đó, ở trường học cảnh sát, thành tích tổng hợp của tôi và cô ấy luôn chiếm thứ nhất và thứ hai. Chỉ là sau đó, vì tôi dính líu vào một vụ án giết người liên hoàn, đến nỗi bị cảnh cáo rồi khai trừ ra khỏi ngành. Trong khi cô ấy tốt nghiệp một cách thuận lợi, tiếp theo bèn đi du học nước ngoài qua sự giúp đỡ của bạn trai mới. 5 năm không gặp, từ một con chim sẻ, em đúng là biến thành phượng hoàng rồi. Cả người đều toát lên phong cách của nữ thần nha. Tôi lại châm lửa một điếu, nhìn làn khói phả ra. Em đổi số phone, chặn hết tất cả những phương thức liên lạc với anh. Anh còn tưởng em bị tai nạn máy bay, chết mất xác ở Thái Bình Dương rồi chứ. Thời gian 5 năm chưa giúp anh bỏ thói khẩu nghiệp hả? Em thừa nhận hành động của mình là sai, nhưng mà em cũng không có hối hận đâu. Cô gái tỏ vẻ cười cợt, toát ra một sự trưởng thành cùng với tự tin. Từng hành động đều có thể khiến bọn đàn ông điên đảo cả tâm hồn. Thật sao? Thế hiện tại em trở về làm gì? Đừng bảo là muốn nối lại tình xưa với anh, ôn lại những tháng năm dâng trào cảm xúc nha.
Tôi trợn hai mắt lên, nhìn chằm chằm vào những đường cong lồi lõm trên người Diệp Băng mà chẳng phải nể nang gì cả. Vốn dĩ em đến đây ngày hôm nay là để báo cho anh biết một chuyện, nhưng theo em thấy có vẻ cũng chẳng cần thiết nữa rồi. Cô ấy không nói nữa, mà lấy ra một cái thẻ ngân hàng từ trong túi sách ra, rồi đặt nó lên bàn. Trong thẻ này có 10 vạn, kể như là bù đắp lại chuyện ngày xưa em ra đi mà không hề từ biệt. Cao Kiện, chúng ta đều đã lớn cả rồi, nên từ bỏ quá khứ đi để đối diện với hiện thực. 3 ngày sau, hôn lễ của em và thiếu gia nhà họ Giang sẽ tổ chức tại Thế Kỷ Tân Uyển. Nếu như mà anh rảnh thì ghé ngang, dù gì thì em cũng mới về nước, chẳng có nhiều bạn bè tại thành phố này. Giọng điệu của Diệp Băng tựa như đang kể lại một câu chuyện thông thường, bâng cua. Trong mắt cô ấy, tôi phát hiện ra nó ẩn giấu một sắc thái ghét bỏ cùng cực và thất vọng. Lúc này tôi bị á khẩu, khó nói nên lời. Không tức giận, chẳng đau đớn, không hề điên tiết lên. Tôi chỉ kéo một hơi thuốc lá thật sâu. Em lấy thẻ tiền về đi, anh sẽ đến đúng giờ sau 3 ngày. Tôi cũng không hay biết Diệp Băng quay về lúc nào, chỉ là cảm thấy phổi mình đau rát sau khi đốt xong một điếu thuốc. Chẳng thể nào oán giận nổi. Người ta tùy tiện vứt một tấm thẻ có giá trị bằng tất cả tích cóp của tôi cơ mà. Thay vì tức giận, cả khịa lại kẻ đã khinh thường mình. Tốt hơn hết là tôi nên xử lý sự vụ trong tay để giải quyết ổn thỏa tình hình kinh tế của bản thân. Tôi đặt tấm thẻ quảng cáo của Hạ Tình Chi để lại bên cạnh máy vi tính. Đây chính là đơn đặt hàng duy nhất mà tôi nhận được trong 2 tháng nay. Tuy rằng người ủy thác chỉ là một cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên, lại có khả năng gặp vấn đề về tinh thần, nhưng chắc chắn tôi không thể làm việc lơ là, bởi vì tôi cần tiền. Chương 2: Âm Gian Tú Tràng. Tác giả: Vũ Văn Trường Cung. Dịch: Vạn Cổ. Nguồn: bachhocsach.com. Khi đêm về, xe cộ thừa thớt, đường phố quang đãng liền bộc lộ bản chất thật sự của nó, lộ ra từng vết tích đấu đá ẩn nấp mà chẳng ai nhìn thấy lúc ban ngày. Mặc dù tôi là một tên thám tử nghiệp dư, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, tôi đều cố hết sức trong mỗi kiện ủy thác. Muốn làm rõ cô bé ấy có nói dối hay không, đơn giản nhất là chỉ việc chọn thời gian thích hợp để ghé thăm đường Vô Đăng một chuyến, đồng thời tìm kiếm công ty Âm Gian Tú Tràng trong thẻ quảng cáo kia. Mở máy tính dò đường một lát, tôi nhận ra đường Vô Đăng ở Giang Thành quả thật là có tồn tại. Theo người dân Giang Thành, con đường này có một cái tên đặc biệt khác, đó là Khối Đỉnh Ốc Vít. Khối Đỉnh Ốc Vít thật ra có ý nghĩa là thi thể chất thành đỉnh. Khi chiến tranh kháng Nhật xảy ra, đây chính là lò thảm sát khủng khiếp nhất tại Giang Thành. Người chết xếp chồng lên nhau thành hàng lũy, cao tận nóc nhà. Người dân xung quanh đồn đãi rằng ở đây không thể gắn đèn đường, vì chỉ cần gắn lên là ngày hôm sau sẽ bị hư hỏng liền. Có thể là do bị kẻ khác tháo xuống, hoặc là tự dưng hỏng hóc, không rõ lý do. Lấy bóng đèn xuống kiểm tra thử, người ta thấy sợi Wolfram bên trong đã bị đứt. Từ đó về sau, chẳng ai màng gắn đèn đường cả. Chẳng những thế, khách bộ hành cầm đèn pin đi trong ngõ hẻm cũng không được. Đèn pin cũng tắt vô cớ mà thôi. Bên cạnh đó, bất kỳ dạng xe cộ nào chạy đến cái ngõ hẻm này, dù là xe gắn máy hay xe đạp điện, đều bị hư động cơ ngay tức khắc. Mấy hộ gia đình xung quanh đây không dám đi ra ngoài đường vào ban đêm. Vì thế, nếu bạn gặp phải một người tại Khối Đỉnh Ốc Vít này vào ban đêm, vậy cũng chưa chắc là người. Công ty mở tại nơi như thế này đúng là xứng đáng với cái tên Âm Gian Tú Tràng nha. Chính xác mà nói, tôi theo chủ nghĩa vô thần, tôn thờ sự logic. Sau khi nghiên cứu tư liệu cả một buổi chiều, tôi khẳng định đây chỉ là một trò đùa dai kém thông minh. Chuyện này là thiệt hay xạo sự, phải chờ đến tối nay rồi. Mặc thường phục vào, nhét tờ quảng cáo và gậy trích điện mini vào túi quần, tôi bắt xe đến nơi cần đến. Đường Vô Đăng nằm tại khu phố cổ. Khi tôi đến nơi, trời đã sập tối, mưa lất phất nhẹ nhẹ. Xui dữ vậy nè. Trời mưa, tôi mà xài gậy trích điện cũng sợ bị giật. Nếu tôi gặp phải bọn côn đồ cũng hơi khó chơi rồi. Dạo quanh từ con hẻm lòng vòng, quanh co, hai bên đường là những căn nhà có kiến trúc xưa cũ. Dân bản xứ ở đây đều có thái độ khó chịu đối với một người lạ như tôi. Bước đến hỏi thăm, chỉ cần tôi nhắc đến 3 chữ Đường Vô Đăng, bọn họ đều phất tay rồi bước đi vội vã. Chẳng được ai chỉ đường, tôi cứ như con rùa mất đầu,
bay tới bay lui đến tận 10 giờ tối hơn mà vẫn chưa tìm được con đường vô đăng trong truyền thuyết. Mưa nặng hạt dần, từng làn sương mù mờ mịt dần xuất hiện. Tôi muốn tìm nơi trú mưa, nhưng chẳng thể tìm thấy một cửa tiệm nào coi được tại con hẻm nhỏ này. Có vài nơi bày biện nhà giấy, xe ngựa, vòng hoa, áo liệm trước cửa nhà. Hiển nhiên, đó là nơi bán vàng mã. Cơn mưa như chút nước, chẳng còn có lựa chọn nào khác. Tôi đánh đấp vào cửa hàng vàng mã. Ai mà ngờ rằng, vừa qua 11 giờ thì chủ quán tắt hết đèn điện, đưa tôi một cặp đèn cầy trắng và một cây rủ đen chuyên dùng để đi viếng mồ mả. Sau đó hối tôi rời đi. Mấy người này kỳ cục quá. Bung rủ đen che lên, tôi đứng dưới màn mưa, căng mắt nhìn xung quanh. Cả ngõ hẻm chẳng có một tia sáng nào. Chẳng lẽ đây là đường vô đăng ư? Tôi bỗng rủ mình một cách vô thức. Một mình đi bộ hơn 20 phút, vòng tới vòng lui. Dường như tôi lạc đường luôn rồi. Vừa định lấy điện thoại ra gọi điện báo hỗ trợ, tôi liền nhìn thấy một bà cụ đang vẫy tay gọi tôi đến. Trời tối, mưa to. Tại sao bà ta lại ở đây một mình? Người thân của bà ta đâu rồi? Nước mưa thấm ướt cả quần áo của bà cụ. Trông bà rất lẻ loi, cô độc, tình cảnh thảm thương hơn tôi vô cùng. Bà ta vẫy tay trong lo lắng. Tôi vừa chạy đến, đưa rủ che cho bà. Cụ ơi, bà... Một ánh chớp lóe lên. Tôi cúi đầu nhìn xuống, liền trông thấy gương mặt của bà lão. Gương mặt của bà trắng bệch, nếp nhăn chẳng chịt khắp mọi nơi, che lấp cả khuôn mặt già lão. Bà bị mất đồ, cháu giúp bà tìm đi. Giọng bà lão run run, tựa như sắp gần đất xa trời. Đây giống như là sự nhờ vả cuối cùng trước khi từ trần vậy. Tôi bắt buộc chính mình phải tỉnh táo. Bà đừng gấp, bà bị mất cái gì? Ánh mắt vẩn đục của bà cụ nhìn tôi. Bà nói, bà bị lạc mất cháu nhỏ rồi, trong con hẻm này nè. Bà lão chỉ về hướng con hẻm tối tăm, rồi khập khiễng lê từng bước đi vào. Cháu nhỏ là người sống ư? Chẳng hiểu vì sao tôi lại nhớ mấy cái tin đồn liên quan đến đường vô đăng trên internet. Rồi liếc nhìn bóng lưng của bà cụ, tự dừng sờn cả gáy ốc. Không được rồi, mấy chuyện quỷ quái, thần Phật đều là tự mình dọa mình nha. Tình trạng của mình hiện tại chính là phản ứng tự nhiên của con người khi gặp hoàn cảnh đặc biệt, có thể dẫn đến hiện tượng khó xác định mà thôi. Khi cơ thể đối mặt với nguy hiểm, tự thân sẽ sản sinh ra cơ chế tự bảo vệ, được gọi là sự sợ hãi và bản năng trốn tránh. Từ phản ứng của dân địa phương kết hợp với lời đồn trên mạng internet, cộng thêm bà cụ trước mắt này, tất cả hành vi, cử chỉ của họ đều bộc lộ một nét quái lạ. Cứ như là bọn họ đang cố sức để xây dựng một bầu không khí kinh dị vậy. Tôi hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ, vẫn nghĩ đó là một trò đùa dai. Hiện nay, do có nhiều chương trình giải trí muốn tăng lượt view mà không từ bỏ thủ đoạn, dùng đến hàng loạt tiết mục có khẩu vị mặn mà. Thậm chí tôi đang nghĩ có hàng chục cái camera đang giấu đâu đó, quay lại tất cả quá trình hành động của tôi đây này. Nghĩ thế tôi bớt sợ một chút, bèn cầm dù cao lên, đi với bà lão và con hẻm nhỏ. Đi một hồi, tôi cảm giác mình còn gì để mất đâu. Sau khi đã lạc mất phương hướng từ lâu, bỗng nhiên bà cụ đứng lại. Cháu cần cháu thỉnh của bà, lần sau đừng có chạy lung tung nữa nha. Bà tìm ra cháu mình rồi à? Tôi hơi ngạc nhiên. Theo ánh nhìn của bà lão, hai mắt của tôi trợn trừng lên. Đó là một con búp bê rách nát, ướt đẫm, nằm tại bậc thềm lạnh lẽo. Bà cụ đến ôm con búp bê một cách trìu mến, chẳng màng để ý bùn đất ướt đẫm xung quanh. Bà ấy cẩn thận từng ly từng tí, hệt như đang ôm một đứa bé thật sự. Bà ta là một kẻ điên ư? Tôi lại đi cùng với một bà giả điên trong đêm mưa tận một tiếng đồng hồ. Ngoan, ngoan, bé búp bê vải, đừng có giận bà. Bé đừng giận, bà bồi thường cho nè. Lúc nãy, bà không nên nổi nóng rồi ném cháu xuống đất, làm dơ áo bông mới. Rồi mặt mày lấm lem bùn đất nữa. Chắc là cháu đau lắm hả? Bà thật lòng xin lỗi để bà phủi sạch đồ sơ cho cháu, rồi rửa mặt sạch sẽ cho. Cháu đau chỗ nào để bà xoa. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không xa rời. Bà lão ôm em bé, hát một bài đồng dao nào đó, rồi bước đi về phía xa. Tôi chỉ có thể cười khổ, lại đồng cảm một chút với bà cụ này. Chắc cụ đã hơn 70, thế mà hiện tại chỉ còn mỗi một con búp bê cũ nát để bầu bạn. Nghĩ thế,
Tôi chạy theo, nhẹ nhàng đưa chiếc dù đen cho bà. Mưa lớn quá, bà lấy dù rồi về nhà nhanh đi. Bà cụ nhận lấy cây dù, đứng yên, có chút ngạc nhiên. Cụ đi đường cẩn thận nha, hẹn gặp lại cụ sau. Nước mưa thấm quần áo ướt sũng, tôi liền núp dưới bậc thềm, nơi con búp bê vải nằm ban nãy, để trú mưa. Đây là một căn nhà nhỏ 3 tầng với mái hiên tránh mưa cũ kỹ. Vì 70 đồng tiền, tôi cũng quá liều mạng đi, chẳng có bất cứ manh mối nào dính đến vụ ủy thác. Tôi bèn ngồi xuống trên mặt đất, hút điếu thuốc theo thói quen. Nhưng ngay khi ánh lửa sáng lên, tôi liền thấy biển số nhà phía trước căn nhà nhỏ này. Đường Vô Đăng, số 44. Ngay lúc ánh lửa vụt tắt, tôi móc tấm thẻ nhỏ ra, kề sát mặt, xác nhận lại lần nữa. Sao trùng hợp dữ vậy? Đúng là núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng mà. Đây chính là nơi mà tôi muốn tìm. Chú thích, bản gốc của câu trên là Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ý nói, trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát. Hết chú thích. Địa chỉ trong tờ quảng cáo đúng là có thật. Chuyện này càng lúc càng thú vị nha. Tôi dùng tay nhấn vào công tắc của gậy trích điện mini, vừa định tiến qua mái hiên vào nhà, bên cảm giác có ai đó tóm lấy áo mình. Ai vậy? Xoay người, tôi móc gậy trích điện ra, từng tia lửa xẹt xẹt tí tách rõ rệt dưới đêm đen. Bà cụ à? Chẳng biết bà cụ ôm búp bê vải đã đứng sau tôi từ lúc nào. Tôi từng đạt thành tích A cộng trong khóa rèn luyện thực chiến tại trường huấn luyện cảnh sát, ngờ đâu hoàn toàn không phát hiện ra hành động của bà ta. Thằng nhóc này, trời tối, đừng có đi lung tung. Bà lão dùng cơ thể mình để ngăn chặn ánh mắt của con búp bê vải, lại dường như vô tình làm rơi một cái khăn tay từ trong áo ra. Con chuột nhỏ, trên chân đèn, trộm dầu ăn, trèo xuống không được. Mèo, 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 mèo đến rồi, lộc cộc lăn xuống. Vừa hát đồng dao, vừa giữ con búp bê bên người, vừa giữ con búp bê hình người trong lòng, bà lão biến mất trong màn mưa. Tôi nhặt chiếc khăn mà bà lão làm rơi. Nó trắng tinh, tựa như giải lụa trắng để treo cổ. Tôi liền thấy có một bài thơ ngắn cổ điển trên đó. Trong nhà sao khó ném tranh, nhà nhà mọi sự chỉ canh hỏi trời. Có chi chết chóc gọi mời, mà đầu chẳng thấy hỏi đời mênh mông. Đọc lại hai lần, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người tôi. Đây là một bài thơ ghép vần. Nếu dùng chữ ở mỗi đầu câu thơ ghép lại, đáp án chính là trong nhà có ma. Cuối cùng thì bà cụ có phải người điên hay không? Kết hợp với mấy lời bà lão đã nói trước khi đi, ý tứ của bà cụ ấy đã rõ ràng. Tuy không rành mạch cho lắm, nhưng không hề phi logic giữa hành động và ẩn ý của bà ta. Chẳng lẽ thế giới này có ma quỷ thật sao? Nhìn hành lang đen ngòm phía sau mái hiên, tôi do dự một chút rồi vẫn đi vào trong. Đối với một người thám tử, chuyện hấp dẫn nhất đối với tôi chắc chắn không phải là kết quả của vụ án, mà là quá trình phá giải những câu hỏi chưa có lời giải đáp kia. Hai mắt tôi dần quen thuộc với bóng tối, tay sờ vách tường loang lổ. Tôi bước dọc theo cầu thang đi xuống tầng hầm. Số 44, đường Vô Đăng, tầng hầm số 4, căn phòng số 444.